xin chào mọi người đã trở lại với channel của mình mấy bạn ơi. Video lần trước về sinh tồn trên những chiếc bè đã được thật ra có một cái bè mấy bạn đã được 94.000 like rồi các bạn. Trời ơi các bạn giúp video đó đạt 100.000 like đi mấy bạn. Anh có thể sinh tồn lại từ ban đầu luôn cho mấy bạn xem nha mọi người. Còn video này anh tiếp tục sinh tồn trên những chiếc bè phần 2 ở trên YouTube Red Hood VN nha mọi người. Ok, và nếu các bạn thích cái video này của anh, mọi người đừng quên để lại 100.000 like cho video này, vì anh sẽ sinh tồn tiếp tục trên cái bè này mọi người. Không biết lần trước mình đã làm tới đâu rồi ta, để mình xem coi. Cây này là cây gì đó? Cây te nè, gỗ, cây gỗ nè. Ồ mấy bạn ơi, chúng ta lại có một thành viên mới trên bè rồi mấy bạn. Cái ông dân làng, cái ông này cái ông dân làng mà ông đi bán đồ mấy bạn. Ông dẫn hai con lạc đà của ông tới rồi nè. Mấy bạn ơi, cái ông này cái tay của ông, cái tay của ông để ra bình thường mấy bạn. Ông dân làng bình thường là cái tay phải gấp lại đúng không? Đó, ông gấp lại nè, đó, ông để ra bình thường nữa kìa. Wow, thật là kỳ lạ mấy bạn. Ok, mình sẽ làm cho một ông này một cái chỗ để ông này trèo lên. Đâu rồi các bạn chế tạo? Các bạn chế tạo không? Chị Banda, chị không biết làm đâu mà hồi là ông chết luôn chị Banda. Nè, mình phải làm cái chỗ nửa lóc vậy nè, đó mình mới đẩy ông lên được. Đó, cái ông này giả ông ngu gì Banda. Đó. Lên nè. Đó. Rồi xong, bây giờ mình sẽ làm cái chỗ này đang cho ổng tiện thể đi lên đi xuống mấy bạn ơi. Để coi ông này ổng bán cái gì. Ui, ổng bán đồ hơi mắc nha chị Banda. Nắm mấy mớ mình mới được một cái cây chuối, một thân chuối. Xin lỗi ông nha, thân chuối ở đây tụi có hơi nhiều luôn á. Trời ơi, ông này bán mắc quá ta. Một emerald được ba cái này cái gì bubble là cái gì? Không có gì đó ai biết đâu. Bây giờ là mình để coi tiếp coi. Ổng có bán cát đỏ nữa nè. Cái thuốc súng nữa nè, chắc là chế tạo TNT mấy bạn. Còn mèo đang làm gì vậy mèo? Đang đi nới rặng đất ra. Nới rộng đất ở đây làm cái gì? Chị có emerald còn nè. Ủa chị Banda, chị làm cái chỗ này gì chị Banda? Ê chị, cái là cái nhà riêng của chị đó. Từ ơi, bà Banda mới đặt xây nhà mấy bạn. Thôi được rồi mấy bạn ơi, hôm nay mình cũng phải xây nhà đi mấy bạn ơi. Chị dọn nhà đây. Banda có xây nhà của bà. Nhìn nhà bà ở riêng. Ok luôn. Chị ở chung chị Banda. Mình sẽ xây nhà của mình đây. Để em câu thêm đất. Ủa mẹo chị Banda lấy đâu ra nhiều gỗ vậy? Không biết câu ngày qua nay. Trời ơi, xây nhà mày đặt nhà trên đất nữa, trong khi mình cứ lấy để gỗ đó mình xây cho nó khỏe. Ai làm như vậy chị Banda? Đúng rồi chị Banda. Có chị gì làm vậy nó tốn đất, đất này để mình làm ruộng chị hiểu không? Chị đần độn quá, chị nhảy xuống nước luôn đi, đuổi chị khỏi bè. Lắp cái nền gỗ rồi chị Banda. Nghĩ sao cái nền gỗ không lắp đi lắp bằng cái nền đất mấy bạn? Đúng rồi. Tào lao. Kệ chị, còn nói chị từ ơi từ nè, bây giờ mình sẽ làm cái ngôi nhà của mình ở đây nha mọi người. Rồi chị xây cái giấc được nè. Nhà hả? Em làm nhà 2 tầng luôn chị Banda ơi. 2 tầng nó chứ. Bây giờ mình sẽ làm nhà mấy bạn. Ok mấy bạn, để coi coi. Ê, con lạc đà liệu có đánh nó mấy bạn ơi, đánh nó phun nước miếng cái làm té khỏi cái bè của mình luôn á. Để coi coi bên đây. Ủa sao chị làm cái giấc được? Ở đây có 6. 6 cái len này mấy bạn. Chị cắt cái đường đầu bên. 6 len thì mình phải làm một cái giường. Để đỡ đi chị, để đỡ. Len đỏ mình cần làm cái giường trắng là được rồi. Ê, khoan mấy bạn ơi. Hình như mình có bông, có cây trên đây không để mình có thể nhộm không mấy bạn? Ôi, mình không có đồ nhộm mấy bạn. Mình sẽ kể nè, mình sẽ đem đồ qua đây đi. Phòng trường hợp mẹo chị Banda qua chôm đồ của mình. Bất cần. Chắc đồ đây ta cần lắm. Trời ơi, ba hồi hồi chôm len của tôi đừng là cái giường ngủ rồi sao tôi biết được. Trời ơi, mày có len không? Lúc đó mình len không? Thì mình qua mình lấy chứ mắc mới phải chơi trời. Trời ơi trời, tôi là người duy nhất có len trên cái bè này đó mọi người ơi. Cái đảo này cũng tôi chị Banda xây ra chứ bộ đúng không chị Banda, đâu phải con mình nè đâu. Nhưng mà tôi là người có cái đảo bự nhất mèo, tôi là người có cái nhà bự nhất đảo này mèo. Thôi giờ ông coi nè, nhà tôi chị Banda xây hơn coi nhà ai bự hơn nhà ai. Thôi đây là không phải cuộc thi xây nhà, đây là sinh tồn mà. Trời ơi, nghĩ sao tôi phải chặt chị Banda, em có cách rồi. Mình xây cái nhà gì? Mình xây cái nhà khỏi có cái đế luôn chị Banda. Ừ đúng rồi, ở dưới nước luôn mèo. Xây cái nhà có cái đế luôn mèo, mỗi lần đi vô nhà là bơi luôn. Ừ mình lặn ra lặn vô thôi, làm chỗ đúng mình rồi. Đủ đường mình đi thôi chứ đúng xây rồi, là nằm luôn mèo. Là vô nhà là nằm trên nước luôn. Xây nghĩ sao mà đòi xây nhà không có cái đế vậy các bạn, nhìn nghĩ sao vậy nè. Tôi kêu lặn ra lặn vô, trời ơi trời. Mấy bạn thấy vậy có thông minh không mấy bạn? Trời ơi tôi thấy vậy là kém sang mà ơi. Dân làng dưới nước kìa. Còn có dân làng dưới nước không? Có. Ok để mình xuống dưới nước rồi. Nó lặn 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 bơi như đàn tiên cá vậy. Bơi xuống nước, bơi xuống nước. Ú mấy bạn ơi, hôm nay xuống làng, xuống dân làng dưới nước hơi bị lạ nha. Ui da 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 trời ơi trời. Ủa mèo ơi mèo, xuống lại dưới nước chúng ta không cần cầu cái ống bong bóng để thở đó mèo. Ấy nó có cái conduit power. Ủa conduit power là gì vậy? Cái này nè, cái này nè, phải không? Phải cái nào cái nào cái này nè. Ủa cái gì vậy? Không biết. Tôi đang bơi tới nè mèo ơi. Cái gì mà không cần phải thở luôn nè 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 à, thì ra là nó có cái máy này mà cái ống thở mấy bạn ơi. Nè có trái tim dưới biển ở ngay trong đó nữa các bạn ơi. Ồ đó. Ồ được được. Thôi thì nó làm cho mình nhìn sáng hơn dưới nước không chúng ta nè. Cái nhà gì vậy? Wow, để tôi vô tôi kiểm tra thử coi. Ủa cái này cái nhà gì của dân làng mấy bạn ơi? Ủa nhà không dân làng, ông dân làng nè. Nhà của ông nè. Đâu? Ủa nhà ông dân làng đó mấy bạn. Wow. Để coi coi. Ui ông dân làng này chơi cái đầu dân chơi này, cái đầu này kêu bằng cái đầu bơm ngựa các bạn. Ờ
để nói chuyện. Ông này là hùng dạng, ông đổi lúa là ông lấy vàng, ông đổi hạt vàng 16 vàng. Ôi ông này ông chơi khôn mấy bạn. Mình chưa bao giờ thấy một ông nào chơi khôn mà kiểu khôn láo như ông này luôn. Đổi 16 hạt vàng để lấy một hạt vàng. Ôi ông có bị điên không ông? Ông có bị điên không? Sao ông không đổi ngược lại đi? 16 hạt một hạt vàng, đổi ra 16 hạt vàng đi mấy bạn. Lần đầu tiên anh chơi Minecraft, anh vừa nhìn thấy một ông dân làng người cá khôn khôn lỗi khôn đi ăn gian như ông này mấy bạn. Ông này khôn cái biến thái. Rồi ông còn đổi 17 hạt vàng để lấy một hạt vàng nữa. Ê, ông có tin là tôi chặt cây búa vô mặt ông dân làng. Ông khôn quá ông dân làng ơi. Ê, vô nhà ông coi coi. Thôi nghe nào. Ôi mèo mèo được cái ông đổi 11 trái bí ngô để lấy một viên kim cương. Ông biết cái gì không? Ông biết cái gì còn giả man hơn không? Sao mèo? Làm như đây không có tảo bẹ ăn, vậy làm những cái ruộng tảo bẹ. Trời đất. Lao không? Không. Cái này không phải tảo bẹ mấy bạn. Ông trồng cỏ biển. Thì nè, cỏ biển hả? Chứ phải tảo hả? Trời ơi. Ôi, dân làng dưới này chơi sang mấy bạn. Thay vì dân làng trên mặt đất ấy, thì họ dùng là gỗ để họ làm cái này đúng không? Họ làm cái gì ta? Làm cái chỗ làm ruộng đúng không? Dân làng dưới biển nó dùng cát với lại san hô trồng cỏ biển ăn. Này lóc san hô hả? Ok, tôi vô nhà bọn này ơi, tôi coi cái bộ trong này có cái gì nè. Ôi, trong này có cái đe này, một hồi mình sẽ gỡ cái đe này ra. Có một cái máy sửa chữa đồ nữa nè. Wow, upgrade gear cái này kiểu sửa đồ nâng cấp đồ bạn. Đó, bây giờ cái nhà bên này cũng có đồ nè, qua coi thử đi. Tôi bơi qua liền nè, tôi đang bơi qua nè. Cái nhà bên này đẹp quá mấy bạn ơi. Ui, cái này là ui, có cái bàn chế tạo thuốc luôn. Có cái thùng gì đây? Ôi trong đây. Ui khối vàng. Ôi dân làng có campfire luôn. Lấy hết. Khối vàng hả? Lấy hết, tôi phải lấy hết khối vàng của dân làng. Có cái nhà bên đây nó hết. Lấy có 4 cá lấy ăn mấy bạn ơi. Đó, cái xô để đó lại cho. Ê, cái này có cái nhà gì nè? Cái này nè. Đâu? Cái nhà này nè. Cái nhà này cái nhà hôm trước mà. Phải không? Ui thì ra hôm trước mình không có nhìn thấy mấy bạn ơi. Hôm trước mình bơi có vòng vòng vậy thôi à. Cái nhà này. Ui, hình như nhà này có nhà khác á. Cái nhà này nhà đó luôn. À, cái ông dân làng nữa nè. Nhưng mà ông là con này ông đổi gì vậy? Ông này muốn đổi gì đây? Ông đổi giả man hơn kia. Trời ơi, đổi 17 vàng, 15 vàng. Ôi ông được cái đội lúa nè mẹ. Ui mấy ông dân làng đổi mình cứ thấy mấy ông này cứ ăn gian thế nào. Để dành ăn vòng. Trời ơi trời, để mình bơi vòng coi mình còn thấy cái gì nữa không ta. Ui hên là có cái máy thở dưới nước mình cơ thở mấy bạn ơi. Ui ở đây có một cái nhà nữa. Đâu. Wow, dân làng nhiều nhà dữ mấy bạn. Wow. Ui cái con gì Ôi có sứa nước mèo ơi. Đó, mày ngu rồi, bắt nó được không? Trời tôi lượm hết đồ rồi mèo ơi. Bắt nó nữa lòm đập chết rồi. Bắt nó làm chi? Con sứa mà. Ôi có ông dân làng đi lạc nè. Ôi, dân làng mù mắt. Dân làng mù chột mắt mấy bạn ơi. Thợ đèn á, thợ đèn okay. Ôi, ông này ông đã 4 vàng lấy được một cái kiến nữa nè. Kiến wow, lắm, 7, kiến hả? 7 vàng ra 1 vàng. Ôi, mấy ông dân làng nó đổi cứ sao sao mấy bạn. Nhưng mà mình phải đổi với mấy ông đang lên level. Ha, mình phải đổi lên level, mình phải đổi được cái áo giáp mấy bạn ơi. Để mình đi tiếp. Sứa nè, ui sứa kìa. Ôi, đừng có lại gần con sứa nó chết á. Thôi, tôi bơi lên bờ đây mèo ơi. Dân làng dưới nước đổi đồ ăn gian quá mấy bạn. Mình tính tham gia đổi đồ dưới nước với mấy ông dân làng mà thôi, mấy ông đổi kỳ quá. Oh my god, mấy bạn thấy gì không? Nguyên một con tàu bị chìm luôn, mình bơi lên đây mình mới thấy rõ nè. Nguyên một cái áo thanh tuyết đằng kia luôn. Đâu? Oh my god, mình bơi lên con tàu bị chìm, mình bơi lên con tàu bị chìm. Bơi lên con tàu bị chìm nhanh lên các bạn. Mình phải bơi nhanh hơn mèo để không mèo chơm của mình. Ồ, con tàu bị chìm này là của mấy ông dân làng. Tàu lên nữa nè. Ui, con cua luôn, con cua. Con tôm hùm Alaska mấy bạn ơi. Đặt luôn. Ôi, đổi đặt ra một con cá. Ra con cá, ok, ở đây có một ông dân làng nữa. Ồ, ông này cũng đỡ bình thường lắm bạn. Ôi, ở đây có quá trời dân làng luôn. Dân làng luôn, ông này đứng giữ thuyền cái gì trời. Chắc là thuyền của mấy ổng đó mèo. Thịt heo để đổi ra một vàng. Ê, ra chỗ này hết rồi. Ừ, ra chỗ này hết rồi. Ra chỗ này hết rồi bạn, bơi vô. Ôi, chắc tôi chết quá mèo ơi. Bơi vô trong này là được rồi, bơi lâu hả? Ok, vô trong đây là có hơi mấy bạn. Vô trong đây có hơi, vậy là mình phải để dành hơi thì mình bơi lại chỗ chiếc thuyền nha mấy bạn. Bơi vô. Mấy bạn nào mà từng thấy được dân làng người cá bạn comment cho anh Rính biết nha. Chứ anh á lần đầu tiên thấy dân làng người cá mấy bạn. Cái điều này làm tôi muốn hành người cá đi xuống đây sinh tồn luôn á. Ồ có giấy nè. Ồ lấy đồ lẹ đi bạn, hết hơi. Có cách nào mà cho tôi cái đuôi không? Kim cương, khối kim cương mèo ơi. Kim cương? Ừ, tôi lệnh được khối kim cương sắt luôn. Ok, bơi ra. Tôi lấy hết đồ cái đuôi này cái đây. Bơi lên khỏi đây. Ê lên cái mé thuyền này vẫn còn. Chết. Bơi lên, mình sắp hết hơi rồi các bạn. Bơi lên. Lấy hết đồ trong bơi lên đây nè. Đó, bơi lên đây là thở được liền. Ok. Mấy con cá đang bơi theo đàn nè, phập mày luôn. Con tôm hùm nữa. Mày luôn. Ê tôm hùm Alaska lặn xuống biển nó hết rồi. Mình sẽ về nhà của mình mấy bạn. Mình đã có kim cương rồi mấy bạn ơi. Mình về nhà để mình chế tạo ra những bộ giáp kim cương hay những cái đồ vật dụng kim cương cho thật là xịn mấy bạn. Oh my god. Cuối cùng. Ui cái nhà chị Panda to quá vậy. Chị Panda chị thấy sao? Chị Panda to vậy Panda. Người ta siêng năng là vậy đó. Cảm ơn chị Panda bự nha. Cảm ơn chị Panda. Ai chị Panda sắp chết đó chị, mà quýnh em chết là em quýnh chị liền á chị Panda. Chị hiểu không chị Panda? Chị hiểu không chị Panda? Chị hiểu. Ok, mình còn mấy máu mình chặt được chị Panda rồi. Hạt sắt hạt gì ta đóng rồi sách vở rồi quá trời quá đất. Nhà chị Panda chỉ được cái to mấy bạn chứ không có được thông minh như nhà của mình. Từ từ để mình xây nhà cho mấy bạn xem. Bây giờ mình chị Panda. Trời ơi, cái gì sắt như vàng ở trong cái thuyền vậy? Cái gì? Sắt như vàng ở trong thuyền luôn.
sách với vàng quá chừng hả? Không sao, tôi đã có khối vàng rồi nên tôi không cần mấy cái đó mẹ. Kệ, tôi chết tôi về để luôn. Con cá được nấu chín nè, để mình ăn cá vô mấy bạn. Trời ơi, mấy cái con này lạc đà này, cái đất của mình đã chật mà có con lạc đà này cứ luôn đi trên đây. Mình không biết mình có nên đạp mấy con này xuống không ta. Thôi, kệ mấy bạn ơi, để cho cái ông này ông giữ mấy con lạc đà đi. Con gì á? Bây giờ mình sẽ đi dùng cái này nè, mình đổi vàng ra. Đó, đổi vàng ra thành chín cái vàng, khối vàng đúng không cái gì? Thẻ vàng này mình đổi thành hạt vàng này nó, mình đổi ra được cái hai cái, một cái 64, một cái 19 thì mình đổi tiếp mấy bạn ơi. Vàng trên đây đâu có làm gì đâu. Mình đổi vàng để mình trao đổi với dân làng mấy bạn. Một kim cương mình phải đổi ra 56 kim cương. Chị Banda ơi, đó. Em đem mình về gì? Em đem về một đống đồ giáp kim cương. Wow, đem về đem về. Mèo ơi, tôi đã chế tạo ra được giáp kim cương rồi nè mèo. Sao đứng lên nè em nhìn nó dưới này có nhiều chân kim cương không mấy bạn? Đó, bây giờ mình chế tạo ra hai cái chân. Cái giường nè. Tôi dùng cái giường nè. Chị xạo ke, chị xạo ke đúng không chị Banda? Chị ăn ke đúng không? Rồi, cảm ơn nha. Rồi, em cũng mới câu được cái giường rồi chị Banda. Em mới câu được cái giường từ nhà của chị muốn lộn. Em có cái kim cương này, cái kim cương này chị muốn lộn. Trời ơi, ngu. Bây giờ mình phải dạy bạn. Không sao đâu. Chị Banda xong mình phải ăn mừng mấy bạn ơi. Ăn mừng. Yeah, trời ơi chị Banda. Cho dù có để ra đi nữa lần hồi mình lấy lại cũng được. Trời ơi, tôi không để ra, mèo làm gì tôi? Thôi mèo làm gì tôi? Giờ tôi cào nhà mày luôn nè, Giờ mèo hiểu mày quấn lại tôi không? Tôi là người có giáp kim cương ở đây. Ủa, sao mày có viên giáp kim cương? Trời ơi, tôi đào ra, tôi đi dưới thuyền, tôi lượm được kho báo mèo. Tôi đã tìm ra được hai khối kim cương khổng lồ luôn mấy bạn. Hai khối kim cương. Bây giờ mình vô đây mình chế tạo ra full giáp kim cương. Ai không dạ? Mày có len được, không dám lấy ra làm cái giường đi, cái giường mà. Cùng mà lấy ra làm giường. Để lấy giường của chị cho sướng chị Banda. Chết cha. Đi tiện. Gỗ nó hết trơn rồi chị Banda. Okay. Mấy bạn ơi, mèo với chị Banda đang xây nhà bên đó kìa mấy bạn. Đó, mọi người thấy không? Hai người này thích ra dọn ra cái đảo riêng của mình đúng không mấy bạn? Để mình join hai người này mới được mấy bạn. Chị Banda để đi, cái này em xây lên. Chứ xây mà ở trên bè gỗ vậy join mới sướng mấy bạn. Đây. Mèo, để tôi qua tôi xây phụ mèo cho mèo. Ủa? Đây, để tôi qua tôi xây phụ cho. Cái nhà tôi mới lớn vậy thôi, không cần nhiều đâu nha, khỏi đó. Đúng rồi, nó thì tôi chỉ xây phụ lại thôi vậy nè, đó thấy chưa? Rồi xong rồi. Chưa, vậy mình phải làm thêm cái cửa nữa mèo ơi. Để tôi giúp mèo làm cái cửa nhà cho mèo này mèo ơi. Ủa sao cái này có phải cửa đâu rồi, sao mà làm khó làm ghê luôn á. Cái cửa nhà. Đây cái cửa nhà đây rồi mấy bạn. Đó, mình làm cái cửa này đặt tới bể luôn ha. Ừ, mà có cái gỗ thì ghê. Mày thấy cửa nhà đẹp không mèo? Được rồi đó. Trời ơi, quá là đẹp luôn mèo ha. Rồi, để tôi giúp mèo cho. Làm gì vậy? Bây giờ á. Rồi, đây để tôi giúp mèo cho. Cái này á là dán tự động nè mèo. Nó dậm vô là mở cửa nè nó, vậy đó. Xây xong nhà được rồi, tôi cho mèo cũng tự biết mở cửa. Cần gì đâu. Ê mèo với chị Banda ơi. Hai người có thể giúp tôi là khám phá cái Atlantis ở dưới đoạn mèo. Atlantis hả? Atlantis ở bên này nè, nó đúng rồi. Ủa, hai người xuống dưới giúp tôi khám phá Atlantis đi. Chị Banda xuống đây cho chị coi cái làng có dân làng nào. Xuống đây. Đó, đúng rồi, hai người. Ê, khám phá Atlantis chị đừng coi nhà dân làng. Ok, vậy đi qua Atlantis đi. Rồi, đi qua Atlantis đi. Mấy bạn ơi, mình đã lừa được hai người đi khám phá Atlantis rồi mấy bạn. Để coi nhà chị mèo chị Banda có gì coi. Ôi, không được mấy bạn ơi. Hai người đang bơi đi đâu vậy? Ui, kêu khám phá Atlantis đằng này mà hai người bơi đâu đằng đá người ta. Atlantis đây nè. Trời ơi, đây không thấy đường thiệt chứ. Ôi, đúng rồi đi. Ui, có cái con lạc đà của cái ông đó kìa. Cái ông rồi. Ủa cái ông nó đâu mất tiêu rồi? Trời ơi mấy bạn ơi, ổng với con lạc đà của ổng bơi ra ngoài nước luôn mấy bạn ơi. Thôi kệ. Đây, bây giờ mình sẽ giúp mèo với chị Banda bảo vệ cái nhà của hai người nha. Để coi. Ở đây mình còn gunpowder nè, mình còn sand nè. Ủa mình cũng có kim cương với giường luôn. Thôi mà để đó đi mấy bạn. Để coi mình để thể làm được cái gì với mấy cái này. TNT dĩ nhiên rồi đó, mình chỉ có chế tạo được 3 trái TNT thôi sao. Ok, vậy cũng được các bạn. Ok, bây giờ bước vô nhà xong bước ra đây mình sẽ đặt TNT nằm ở đây nè. Đó, bây giờ bước vô nhà xong chúng mình sẽ đặt một cái miếng ván ở đây. Rồi bây giờ mình sẽ làm một cái miếng dán mình để trong đây nè mọi người. Để một cái miếng dán ở trong đây. Oh my god, mày đừng có đùa với tao. Đập. Cái con này nó tính cho mình hay gì á? Mày tính cho tao phải biết. Thôi ôi mấy bạn ơi, mém nữa nó dặm một phát là mình chết luôn mấy bạn. Con này chôn mình mấy bạn ơi. Từ. Ok nó đi rồi mấy bạn. Bây giờ mình đặt một cái miếng dán ở trong này nha. Đó, rồi xong. Bây giờ mình cứ đứng ở đây đi. Mình đứng ở trong nhà đi mấy bạn. Mình đặt ra, đặt cái ngay đây nữa và mình sẽ đào ra mấy bạn ơi. Chứ mình đâu có ngu gì mà mình đứng ở trong đây mình dặm những miếng ván đâu, mất công mình chết lắm mấy bạn. Ui mà sao cái cúp sắt với cây rìu sắt này nó chặt gỗ lâu quá ta. Hình như cái sống trên chiếc bè mấy bạn, cái gỗ này nó chặt lâu hơn gỗ bình thường mấy bạn ơi. Các bạn có thấy gì không nè? Chứ anh thấy là gỗ chặt kiểu đúng lâu luôn mấy bạn. Nè nhanh lên mẹ chị Banda sắp về rồi. Ủa chặt sao là hư luôn cục gỗ rồi ta. À hên quá mình còn 3 cục đây nè. Lắp lại đó. Bây giờ mẹ chị Banda bước vô là sẽ có bất ngờ mấy bạn. Chạy lẹ đi, có quỷ giám hộ nó bắn con chết luôn mà. Hai người đang đâu vậy? Ủa? Chị hết hơi rồi nè. Trời lên. Thôi, qua nhà mình. Làm như không biết chuyện gì nha mấy bạn. Chờ coi hai người sẽ bị cái gì. Ê, Hút, tôi thấy không? Nè, thấy tôi không? Tôi đang bơi trôi đây nè, thấy không?
Ủa hỏi thấy chi vậy mẹo? Trời ơi, thấy chứ kệ mẹo chứ giờ tôi vô xây nhà nó, bây giờ mình tiếp tục. Trời ơi trời, cái ác lâm tiết nó hút, nó nghe nè ở dưới đó vậy? Dân làng người cá đứng vòng vòng quá chừng luôn. Trời ơi, dân làng người cá đứng đông lắm hả mẹo? Đúng rồi, đứng đông lắm. Biết sao đứng đông không mẹo? Chuẩn bị người ta có bắn pháo bông đó mẹo ơi. Vậy hả? Ừ đúng rồi. Nè, tôi đang xây nhà nè. Ông xây lên cao đừng có bắn pháo bông hả? Ừ đúng rồi, tôi xây lên cao đừng có bắn pháo bông đó mẹo. Mẹo gì với chị Banda cũng về nhà đi. Chị Banda không có sớm mình nói mình coi luôn. Ờ, trong mấy quỷ kẻ giám hộ bắn em vậy. Mà đâu có bắn ở đó đâu. Trời ơi, đi ra đi, đi về đi. Tôi đâu phải bắn ở đó đâu, đâu phải bắn pháo bông ở Atlantis đâu. Chứ ai biết bắn ở chỗ khác, ai biết đâu. Tôi đứng đây tôi chờ nè. Đúng rồi. Đi vô đây em kiếm bảo ăn với chị Banda. Đúng rồi, vô đó kiếm miếng đồ ăn đi, kiếm gì ăn đi. Thôi bắn pháo bông ở đó đó mọi người. Ý là thôi có bắn pháo bông ở đây rồi xong. Rớt cái nón mọi người, rớt cái hiệu. Tôi đâu có phá. Ok mấy bạn ơi. Thôi là còn đồ không có xin tội với các bạn. Tới đây là tập 2, tới đây là được rồi mấy bạn. Chắc mình phải xây cái nhà mình bằng đá cội mấy bạn ơi. Chứ mẹ với chị Banda sắp đi kiếm TNT đập lại nhà của mình rồi mấy bạn. Đây lấy cái máy người của mình cái nhà không chị Banda. Mấy bạn muốn coi tập tiếp theo mấy bạn nhớ nhấn cho video này được 100.000 like nha mọi người. Anh sẽ cố gắng bảo vệ ngôi nhà của anh khỏi mẹ với chị Banda nha. Ok. Bye bye mẹ. Bye bye mọi người. Ủa đừng máy nghiền đâu có nghiền được cái nhà của tôi. Lắp gỗ vô liền, lắp gỗ. Trời ơi.